Ngày 14 tháng 11, cơ quan khí tượng Ireland cho biết núi lửa phun trào của nước này khả năng vẫn cao, theo đó yêu cầu tất cả những người dân nhanh chóng rời thị trấn Grindavik trong bối cảnh nồng độ SO2 trong không khí tăng, báo hiệu dung nham đã dịch chuyển gần hơn tới bề mặt của trái đất. Gần 800 dung chấn đã được ghi nhận tại bán đảo Reykjanes của Iceland từ nửa đêm 13 tháng 11 đến trưa 14 tháng 11, ít hơn so với 2 ngày trước đó. Tuy nhiên, người đứng đầu trung tâm núi lửa Bắc Âu, trụ sở Reykjavik, bà Rikke Pedersen, cho biết hoạt động địa chấn ít hơn thường xảy ra trước một vụ phun trào, do khi dung nham tiến sát bề mặt trái đất sẽ khó gây ra các dung chấn lớn. Tình hình khẩn cấp tại Grindavik cũng gây gián đoạn giao thông hàng không. Các vụ phun trào núi lửa gây nguy hiểm cho các chuyến bay vì đám mây tro có thể làm hỏng động cơ và hệ thống điều khiển, cũng như làm giảm tầm nhìn. Chúng tôi ưu tiên cung cấp thông tin và hỗ trợ cho người dân. Hiện hầu hết người dân đã sơ tán đến các nơi khác. Các nhân viên xã hội cùng tổ chức chữ thập đỏ đang kết nối những người cung cấp nhà ở và người cần nhà ở. Trong khi đó, nhà chức trách Iceland đang chuẩn bị xây các bức tường bảo vệ xung quanh nhà máy điện nhiệt Svartsengi ở tây nam nước này, cách thị trấn Grindavik hơn 6 km, để ngăn dòng dung nham khi núi lửa phun trào.